mùa này mùa sale nè Ngọc. Dạ đúng rồi trời chị, ơi cái nó chương mà trước hay sau đó em biết mà nó có hai mùa, mùa hè với mùa đông, chị biết không? Mùa hè à. nó mới vừa thì là bắt đầu nó hạ giá đó. Tú nó bán ở CNA nè. Ai giá chị? Tú nó bán CNA, em biết cái hàng nào mà bắt đầu mà tụi chị ra lựa cái nó thích rồi cái nó cho sale giá cái là nó em biết nó lấy cho chị quá chừng đồ luôn á, chứ chứ ở thiệt đó, chứ mình đâu có dám mua đâu. Nó hôm là chị tới là chị lựa hết một mớ đồ rồi là cái giá đó cao nó giữ lại đó, nó cấn cái đến khi nào mà sale giá quá chừng luôn, còn áo còn có 2 3 đồng 3 4 đồng rồi nó làm ở đó, nhân viên ở đó cái nó mua được rẻ nữa. Trời ơi Ngọc ơi, chị mình thấy thiệt á, thích quá chừng luôn. Mà bây giờ mà Ngọc biết hôm nọ đi mua đó thì mình không biết mình mua cái máy bay của bên 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 Air Force á, máy bay Nga thì nó cho ít ký quá đi, Đúng rồi, dạ đó nó chị cho có biết hai mươi mà. hai 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 chị em bây giờ có 20 mấy ký rồi. Giờ trời ơi bà chị ba cũng già rồi mà ba nói thôi tao cũng ráng tao xách mà bà không biết rồi sao. Lấy cứ xếp đồ lên xếp xuống, bỏ cái này lấy cái kia, bỏ cái kia lấy cái này bỏ, mà bây giờ đó thiệt tình luôn. Ừ, cái gì cũng ham hết đó Ngọc ơi. Mà nhà em đi là quá chừng ký luôn á hả? Cái gì cũng thấy ham mang về hết. Quá trời ơi. Gặp ở đâu? Ở Việt Nam. Trời đất luôn rủi sao biết được chuyện đời. Tôi cũng đâu biết là tôi sẽ qua lần thứ hai đâu. Sao biết được? Đó. Chuyện tương lai sống được. Chơi không á. Ủa Minh không chơi tiếp đi Minh. Tình mẹ sáng như trăng mùa thu, anh đăng
soi đường con mắt lòng mẹ bao la như trời buồn rồi một mai con dài vậy nhở mang tới mang về Có Phượng tưởng đi, có Phượng đậu xe à. Tưởng đi bắt cam hả? Không, tưởng đi gì đó, gửi hàng. Em chết rồi Duyên. Nhân hà cũng 1.600 em 2.500 rồi, Duyên giỏi rồi. Em chết rồi, trời ơi, dưới 1.600 quá giỏi lắm. Thôi mà ơi, nhiều đó.